Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Và nếu như mà các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái phần phát trực tiếp nho nhỏ cùng với nhau ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Được không nào? Không biết là đã có bạn nào lên xem phần livestream này chưa nhỉ? Nếu như mà các bạn lên rồi thì gửi lời chào tới chị để chị biết nha. Ngày hôm nay chị sẽ cùng xử lý với các bạn về một cái đề liên quan tới một cái tác phẩm mà đã gọi là 11 năm rồi chưa vào, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là nếu như mà vào cái tác phẩm đó thì chúng ta có thể xử lý như thế nào, được không nào? Các bạn ơi, xin chào Hương, xin chào Hồng Ngọc. Xin chào Hương, xin chào Hồng Ngọc, xin chào Phương Thảo. Các bạn ơi, kem lên chưa? Các bạn lên chưa nhở? Em lên chưa? Em đã lên chưa nhở? Nếu như mà các bạn lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Xin chào 250 bạn đang xem phần livestream này. Tranh thủ, chúng mình tranh thủ với nhau một chút. Tại vì là ở buổi tối ấy, buổi tối thế nên là chị cũng không có nhiều thời gian vào buổi tối. Nên là bây giờ chị mới tranh thủ cái khoảng thời gian này để phát trực tiếp cùng với các bạn. Mỗi ngày chúng mình cùng tích lũy với nhau một chút xíu. Ok, xin chào Thanh Huyền, xin chào Mai Phương, xin chào Phượng Liên, xin chào Thu Hòa. Xin chào các bạn. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng quay trở lại với chị nhá. Ok, ok Vương, đợi một chút nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại cùng với nhau, được không nào? Nhanh nhanh nhá, nhanh lên nha. Các bạn đã xong chưa nhở? Bớt sử dụng kính ngữ là sao em? Chị không hiểu lắm Nam ạ. Tại vì chị vẫn nói chuyện như vậy bình thường mà. Ok, Thùy Dung, quá tốt luôn, đúng không ạ? Nào, đợi mọi người một chút nhé. Chúng mình sẽ cùng đợi các bạn ấy trong khoảng tầm 2 phút nữa. Rồi sẽ bắt đầu cùng với nhau ở trong ngày hôm nay nha. Ok không nào? Được không ạ? 2 phút nữa nhé các em nhé. 2 phút. Xin chào Thảo Trâm. Xin chào Thúy An. Em vừa mới ngủ dậy luôn à, vừa đi học về chị ơi. Tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Rồi, xin chào Uyên. Các bạn ơi, 300 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. 300 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ cùng xử lý một cái bài liên quan tới thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và ở đây thì chị đã có một cái bài văn mẫu sẵn cho chúng ta rồi. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng ngồi lại để phân tích về cái bài văn mẫu này, được không ạ? Nhá, được không? Các em ơi, các bạn quay trở lại cùng với chị chưa? Nay chị phát trực tiếp sớm thế. Chị toàn phát bất thình lình mà toàn đúng lúc em đang đi học. Thế thì một lát nữa về xem lại vậy nhá. Một lát nữa về xem lại nhá. Ok, 280 bạn rồi ạ. 20 bạn nữa chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Rồi để chị mở cái bài sóng này ra. Đây ạ. Ok. Đây. Các bạn ơi, nhìn vào đây nhá. Các em sẽ không bao giờ có được quyển sách này đâu. Chị nói luôn là như thế. Các em sẽ không bao giờ có được cái tập tài liệu này đâu. Nên đừng bao giờ hỏi chị là chị ơi, tài liệu này là gì vậy? Các em không bao giờ có được tập tài liệu này đâu. Nên các bạn đừng có hỏi nhá. Đừng có hỏi chị, đây là tài liệu của chị, được không ạ? Rồi các bạn ơi, chúng ta có một cái đề về thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh này, được không ạ? Cảm nhận của anh chị về hai đoạn thơ sau. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể.
Ôi con, và ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Từ đó làm rõ thông điệp mới mẻ trong tình yêu được Xuân Quỳnh bộc lộ. Được không ạ? Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy ở đây là cái dạng đề là chúng ta phải đi cảm nhận về hai cái đoạn thơ này trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và sau đó thì chúng ta sẽ suy ra một cái liên quan. Đó chính là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó chính là thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Ok chưa nào? Đây là cái mà chúng ta cần suy ra. Chị nghĩ rằng là đây là một cái đề mà nó rất là gần với những cái gì mà các bạn đang ôn. Thế nên ngày hôm nay trở trong cái phần phát trực tiếp này, chị muốn hướng dẫn cho các bạn, được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. Ôi, cảm ơn Minh Nguyệt nhá. Chị cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã feedback cho chị. Những cái lời động viên của các bạn làm chị cảm thấy kiểu vui và hạnh phúc lắm, kiểu tin tưởng hơn về những gì mình đang làm ấy. Rất là cảm ơn Minh Nguyệt. Cố gắng học hỏi thật là nhiều từ cái cuốn sổ tay bé xíu đó nha. Ok không? Rồi, các bạn ơi, các em nhìn này. Chúng ta có một cái đề. Các bạn đã biết đề rồi đúng không ạ? Các bạn đã biết đề rồi đúng không? Ừ. Chắc hẳn rằng là khi nhắc tới nhà thơ Xuân Quỳnh thì các bạn sẽ nhớ tới rất là nhiều những cái vần thơ khác nhau của người nữ nghệ sĩ này. Chúng ta từng biết tới bài thơ Tiếng Gà Chưa, bài thơ mà các bạn đã học ở trong chương trình ngữ văn lớp 6 ấy, đúng không ạ? Trên đường hành quân xa, dừng chân bên xóm nhỏ, tiếng gà ai tiếng gì ạ? À, được không nào? Rồi các bạn có nhớ bài Tiếng Gà Chưa của nhà thơ Xuân Quỳnh không ạ? Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cộp tác, ổ trứng hồng tuổi thơ. Nữ sĩ Xuân Quỳnh không chỉ ghi dấu ở trong lòng bạn đọc với một cái tiếng thơ viết về đề tài viết cho thiếu nhi đâu, mà còn ghi ấn, gọi là gì ạ, ghi dấu đậm sâu hơn ở trong trái tim của người đọc với những vần thơ viết về tình yêu nữa. Đó, thế nên là ngày hôm nay chị quay trở lại cùng với các bạn, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thú vị cùng tìm hiểu về nữ sĩ này, cũng như là cái đề mà chị đang nói cùng với các bạn ở đây, được không ạ? Trước tiên, cái bước đầu tiên bao giờ thì chúng mình cũng sẽ cùng phải làm với nhau, đó là chúng ta xác định về dạng đề, được không ạ? Thì dạng đề ở đây chúng mình có đó là đây, được không ạ? So sánh về hai vấn đề trong một tác phẩm, từ đó suy ra một vấn đề liên quan, phải không nào? Thì ở đây, bố cục của dạng đề này vẫn sẽ bao gồm 3 phần, đó là mở bài này, thân bài này và kết bài này, đúng không ạ? Ở phần mở bài vẫn làm đúng cái mục tiêu chúng ta đề ra là dẫn dắt và nêu vấn đề. Ở phần thân bài, chúng ta áp vào, bởi vì đây là dạng đề so sánh hai vấn đề ở trong một tác phẩm. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái cách làm, luận điểm 1 vẫn là về tác giả tác phẩm. Nhưng mà chúng ta sẽ, gì ạ? Chúng ta sẽ viết ít thôi, ngắn gọn và khái quát thôi, được không ạ? Luận điểm 2, chúng ta sẽ phân tích đối tượng 1, chính là khổ thơ thứ nhất. Luận điểm 3, chúng ta phân tích đối tượng 2, hoặc là các em có thể ghép hai cái này vào chung một luận điểm cũng được nhá, được không nào? Luận điểm 4 thì chúng ta sẽ đánh giá vấn đề chung, tức là chúng ta sẽ suy ra những cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu được Xuân Quỳnh bộc lộ ở đây là gì. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khái quát, liên hệ và mở rộng. Ok chưa ạ? Thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái dạng đề, dù cho là bất cứ một cái dạng đề nào á, thì cái việc phân tích đối tượng vẫn là một cái thao tác rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Hay nói cách khác, dạng đề phân tích chính là cái dạng đề tiên quyết cho mọi cái dạng đề khác. Và các bạn hãy lưu ý giúp cho chị cái này để chúng ta học về cái dạng đề phân tích cho thật là kỹ giúp cho chị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là cái bài văn mà chị gợi ý cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái bài văn này nha. Hy vọng rằng là các bạn sẽ học hỏi được một cái gì đấy ở trong cái bài văn này. Và trong cái quá trình mà chị chia sẻ, nếu như có bất cứ băn khoăn thắc mắc ở phần nào, các em có thể đặt câu hỏi ở đây, chị sẽ dừng lại để phân tích cho các bạn. Ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến này. Bài làm như sau. Tôi vẫn còn nhớ như in có một bận Xuân Diệu đã từng thủ thỉ trong tác phẩm của mình. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Con người ta vẫn thường vì tình yêu mà si mê nhiều như thế. Người thường đã vậy, thi sĩ hẳn sẽ nhạy cảm hơn. Đó là lý do vì sao giữa muôn nẻo của thơ ca Việt Nam, những bài thơ viết về tình yêu, những nhà thơ viết về tình yêu vẫn luôn được bạn đọc chú ý bằng cái nhìn đầy trìu mến.
Và bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh là một tác phẩm như thế. Đọc bài thơ Sóng, điều động lại trong lòng mỗi độc giả không chỉ là tình yêu thủy chung, khát vọng hóa thân của hình tượng sóng, hay cũng chính là hình tượng em, mà còn gây ấn tượng về những thông điệp mới mẻ trong tình yêu mà Xuân Quỳnh đã đem lại. Điều đó được thể hiện rất rõ trong đoạn thơ sau. Được không ạ? Các bạn ơi, chị xin khẳng định lại một lần nữa, đây là mở bài độc quyền của học văn chị Hiên và do chính tay chị viết các em ạ. Được không ạ? Nên là chị mong là các bạn sẽ không hỏi là chị ơi chị lấy ở đâu các thứ hay là chị tham khảo ở đâu các thứ. Chị xin nhắc lại một lần nữa, đây là cái mở bài do chính tay chị viết. Và nếu như mà không nhầm thì chị viết cách đây khoảng tầm gần một năm rồi. Đây là cái mở bài về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, được không ạ? Chị xin đọc lại cho các bạn một lần nữa. Và các bạn có thể tham khảo cái mở bài này để chuyển thành cái mở bài của các em thoải mái nhá. Bài thơ như sau. À chị xin lỗi, mở bài như sau ạ. Tôi vẫn còn nhớ như in có một bận Xuân Diệu đã từng thủ thỉ trong tác phẩm của mình. Ở đây rõ ràng chị đã dùng một cái cách khác, chị không nói là Xuân Diệu từng viết trong tác phẩm của mình nữa, mà chị dùng một cái câu nó kiểu như là nó gần gũi hơn, cách nói thân mật hơn, giống như kiểu thủ thỉ ấy, được không nào? Như thế này, tôi vẫn còn nhớ như in có một bận Xuân Diệu đã từng thủ thỉ trong tác phẩm của mình. Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Con người ta vẫn thường vì tình yêu mà si mê nhiều như thế. Người thường đã vậy, thi sĩ hẳn sẽ nhạy cảm hơn. Đó cũng là lý do tại sao giữa muôn nẻo của thơ ca Việt Nam, những bài thơ viết về tình yêu, những nhà thơ viết về tình yêu vẫn thường được bạn đọc chú ý bằng một cái nhìn đầy trìu mến. Và bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh cũng là một tác phẩm như vậy. Đọc bài thơ Sóng, điều động lại trong lòng mỗi độc giả không chỉ là tình yêu thủy chung, khát vọng hóa thân của hình tượng sóng hay cũng chính là hình tượng em, mà còn gây ấn tượng về những thông điệp mới mẻ mà Xuân Quỳnh đem lại. Điều đó được thể hiện rất rõ qua đoạn thơ sau. Trích đoạn thơ ra, được không nào? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Và ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Nhiều bạn hỏi chị là, chị ơi tại sao chị lại không giới thiệu về Xuân Quỳnh ở trong phần mở bài hả chị? Thì các em có thể thấy là ở đây chị đã lựa chọn một cái hướng đi khác. Chị không bắt đầu từ tác giả nữa mà chị để dành cái phần tác giả đó một lát nữa ở phần thân bài chị mới viết. Thế nên là ở trong cái phần mở bài này á, chị đã dùng cách là chị đi từ đề tài về tình yêu và chị dẫn vào những cái phần thơ của Xuân Quỳnh. Thì các bạn cũng có thể gì ạ, các em cũng có thể sử dụng cái cách đó để mở bài ở trong cái phần viết của các em nhá. Bây giờ thì chị sẽ bắt đầu giới thiệu về tác giả và tác phẩm đây. Như sau ạ. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nữ sĩ Xuân Quỳnh được biết đến là một người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ. Thơ chị giàu cảm xúc, gần gũi, đôn hậu, chan chứa tình yêu thương. Đề tài chính trong thơ của Xuân Quỳnh bao gồm hai mảng, đó là viết cho thiếu nhi và viết về đề tài tình yêu. Tiêu biểu cho mảng đề tài đó không thể không nhắc tới bài thơ Sóng. In trong tập thơ Hoa dọc chiến hào, được coi là bông hoa đẹp nở dọc chiến hào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bài thơ được sáng tác vào năm 1000, bài thơ được sáng tác trong một chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Xuân Quỳnh viết Sóng khi chị ở độ tuổi 25, trải qua những đổ vỡ đầu tiên trong tình yêu. Có lẽ vì vậy mà khi đọc xong tác phẩm này, bên cạnh sự tươi trẻ mãnh liệt của tình yêu, ta còn thấy có chút gì đó nhẹ nhàng sâu lắng. Viết về đề tài tình yêu, đặc biệt lựa chọn hình tượng sóng làm hình tượng chính cho thi phẩm của mình, Xuân Quỳnh không phải là người nghệ sĩ đầu tiên, nhưng lại là người nghệ sĩ vô cùng tinh tế để gửi gắm tình yêu của mình trong những phần thơ. Điều này được thể hiện rất rõ, được không ạ? Đây, sau đó các bạn sẽ trích thơ ra. Được chưa nào? Tức là ở đây chị có một cái phần gì nhỉ? Chị kết nối. Đúng không? Kết nối từ cái phần tác giả tác phẩm đi vào đây, trích vào cái phần thơ này. Không phải tự nhiên mà gì ạ? Không phải tự nhiên mà đột một phát đưa cái phần thơ này vào đâu. Ok chưa? Được không ạ? Các bạn lưu ý giúp cho chị cái này nhá. Được không? Sau đó chị trích đoạn thơ ra và bắt đầu phân tích đây ạ. Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Bắt đầu ạ. Tôi đã nhìn thấy những con sóng ngoài đại dương. Tôi cũng đã từng tìm về biển với những mong mỏi được trải lòng. Và tôi cũng hiểu tại sao khi đứng trước đại dương bao la, trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, người nghệ sĩ lại có trong mình nhiều rung cảm đến vậy. Để cho tới tận bây giờ,
biển vẫn hát khúc tình ca, và chúng tôi, độc giả của những năm tháng này, vẫn du hoài giấc mơ qua thi phẩm được khởi nguồn, qua những thi phẩm được khởi nguồn từ con sóng. Các bạn ơi, chị xin nói với các bạn nhé. Đây này, các bạn ạ, chị xin nói với các bạn, đây là cái đoạn chị dẫn dắt vào ạ. Được không nào? Tức là bản thân mình trực tiếp bộc lộ những cái cảm xúc về những cái tác phẩm được bắt nguồn từ sóng, từ đại dương. Được không ạ? Nha, thế đây, đây là cái phần kiến thức nền này. Cái phần chị gạch xanh này nhá. Màu xanh này là cái phần mà chúng ta có thể dẫn dắt này. Còn cái phần này là cái phần mà chị bắt đầu gì ạ? Kiến thức nền ở đây này. Được không ạ? Thế như chị đã nói đấy, ở trong gọi là gì ạ? Để chúng ta tạo nên một cái bài văn hoàn chỉnh á, trong cái cách viết của các em, và đặc biệt là trong dạng đề phân tích ạ, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ phải có thứ nhất là cái phần kiến thức nền. Đây là cái để tạo ra cho bài văn của chúng ta đủ. Đúng không? Chắc chắn là phải có cái này. Nhá, được không ạ? Cái số 2 ở đây là cái gì ạ? Chúng ta phải có phần dẫn dắt. Thì cái màu xanh này là cái phần dẫn dắt này. Tức là chị không dẫn dắt bằng việc là nếu thì, hay là chị dẫn dắt bằng những cái cách mà các bạn vẫn thường dùng, mà đây chị dùng một cách dẫn dắt khác, đi từ những trực tiếp từ những cái cảm xúc của mình. Ok chưa ạ? Và tiếp theo, chúng ta phải có phần liên hệ mở rộng nữa. Thì một lát nữa phần liên hệ mở rộng này thì chị sẽ gạch cho các bạn bằng một cái bút màu vàng ở đây. Được không ạ? Bằng một cái bút highlight màu vàng. Được chưa? Để các bạn có thể gọi là chủ động nhìn và theo dõi nhá. Thì đây là phần kiến thức chắc chắn mà các bạn sẽ phải có ở trong cái phần phân tích của mình này. Trong khổ thơ này, nghệ thuật đối đã được sử dụng một cách tinh tế. Các cặp từ đối lập dữ dội, dịu êm, ồn ào lặng lẽ là biểu hiện rõ ràng nhất cho những trạng thái đối cực của con sóng ngoài đại dương. Khi đại dương hiền hòa, những con sóng thật nhẹ nhàng, êm dịu. Khi có bão đi ngang qua, biển động sóng mạnh mang theo bão tố phong ba, những trạng thái đối cực của con sóng cũng chính là những trạng thái đối cực của tình yêu. Có những khi rất bình yên, nhưng cũng có những ngày bão tố. Ta cũng có thể hiểu hai câu thơ này theo một trường nghĩa khác. Với trạng thái đối cực trong trái tim người phụ nữ khi yêu, một người phụ nữ khao khát tình yêu, khi vui khi buồn, khi giận hờn khi trách móc, khi hạnh phúc khi tổn thương, những cung bậc cảm xúc của tình yêu quả thật rất diệu kỳ bởi một lẽ. À đây, xin mời các bạn ơi ạ, đây này, đây, liên hệ mở rộng đây, liên hệ mở rộng nhá. Đây ạ, xin gạch, xin được phép gạch. Vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Ok chưa ạ? Nhá. Ok chưa? Vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Đúng rồi, mình sẽ trích thành từng phần nhỏ theo cái bố cục mà mình đưa ra ấy. Nhá, Thanh Lam nhá, chứ không phải là em trích ra một cái cục thơ to đùng xong rồi em phân tích từ đầu đến cuối đâu. Mà là em phải linh động trong cái việc là có thể chia bố cục cái đoạn thơ đấy. Ví dụ như là có 10 câu chẳng hạn, thì em chia là 2, 2, 2, 2, 2 và 2, ví dụ thế. Thì mình cứ phân tích đến câu thơ nào, mình trích cái câu thơ đó giúp chị. Nhá, hiểu chị không? Hiểu chị chưa? Nhá, các bạn ơi, các bạn không mở có được cuốn sách này đâu, nên các em đừng hỏi chị nữa nhá. Đây là tài liệu của chị mà, sao các em lại hỏi? Chị nói rồi mà, các em có thể có được mọi thứ, nhưng mà các em sẽ không mở có được cuốn sách này. Đấy, chị xin nói là như vậy, sẽ không có được cái cuốn tài liệu ấy đâu nhá. Rồi, tiếp tục này. Ý thơ chưa dừng lại ở đó, bởi nội tâm. Rồi đây nhá. Ý thơ chưa dừng lại ở đó, bởi nội tâm của người phụ nữ vốn dĩ sâu sắc hơn những gì ta tưởng tượng. Hai câu thơ này còn diễn tả sự yếu đuối tất yếu bên trong của người phụ nữ khi có những mạnh mẽ che phủ bên ngoài. Suy cho cùng, tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời, những trái tim ấy vẫn thuộc về trọn vẹn tâm hồn của phái yếu. Được không nào? Tiếp tục này, chuyển đến hai câu thơ tiếp theo. Ta nhìn thấy sự mới lạ trong tứ thơ của Xuân Quỳnh. Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Những hình ảnh xuất hiện liên tiếp, hình ảnh của dòng sông, hình ảnh của con sóng và hình ảnh của bể. Đây, ở đây các bạn nhìn này, đây đây, cách kết nối này. Chị xin lỗi chị lại không nói. Đây, kết nối nhá. Đây ạ, lại highlight màu xanh này. Đây, phần kết nối này. Được chưa? Ở đây là bắt đầu lại tiếp tục sử dụng cái cách kết nối là đây, nếu thì đây, tiếp theo đây, đúng không? Sử dụng từ nối, câu nối bình thường thôi, không có gì đặc sắc ở đây cả.
Tiếp tục này. Trăm suối đổ về một sông, trăm sông đổ về biển lớn. Sóng không chấp nhận giới hạn nhỏ bé tầm thường. Sóng chuyển mình ra biển lớn tìm về đại dương, tìm đến nơi mình thuộc về. Ở hai câu thơ này, mạch sóng như bứt phá ra khỏi một không gian chật hẹp để tìm đến những điều lớn lao. Cũng giống như trái tim tình yêu của người phụ nữ, vượt qua những giới hạn nhỏ bé tầm thường để đến với tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Có thể thấy rằng đây cũng chính là một trong những nét hiện đại của thơ Xuân Quỳnh, cũng là góc nhìn, một quan niệm mới mẻ về người phụ nữ hiện đại, dám đấu tranh vì tình yêu, vượt qua những lễ giáo phong kiến để đến với hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Nếu như trong bài thơ Hương Thầm, Phan Thị Thanh Nhàn từng viết, được không ạ? Đây ạ, lại tiếp tục này. Tức là các em nhìn thấy là chị kết nối nó bằng cách là không phải là chị gượng ép chị đưa vào ấy, mà là với từng ý thơ, với từng nội dung thì chị dừng lại một chút, đúng không ạ? Chị dừng lại, chị phân tích kỹ lưỡng, rồi chị dừng lại một chút, chị tiếp tục liên hệ với những cái tiếp theo để xem là tại sao mà chị Hiên lại đưa cái bài Hương Thầm vào đây nhá. Không biết là chị đã đưa như thế nào để hợp lý hóa nó nhá. Bởi vì có thể là bây giờ thì các bạn đang thoạt nghĩ là nó chả liên quan gì cả, nhưng tại sao chị Hiên lại đưa bài Hương Thầm vào đây, thử xem sao nhá. Như thế này. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay. Cô gái ngượng ngùng gì ạ? Cô bé ngượng ngùng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Để rồi, họ chia tay mà chẳng dám nói với nhau một điều gì. Xuân Quỳnh thì không như vậy. À, như chị đã nói rồi, nhiều khi là các bạn hỏi chị là tại sao lại phải đưa liên hệ mở rộng vào hả chị? Em thấy là đôi khi viết xong kiến thức này đã mệt lắm rồi ấy, làm sao phải đưa liên hệ mở rộng vào? Thì ở đây là một trong những cái ví dụ mà chị đưa ra cho các bạn để các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là chúng ta có thể đưa cái phần dẫn chứng liên hệ mở rộng vào để chúng ta so sánh, để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc hơn, một cái nhìn toàn diện hơn, đa chiều hơn về cái đối tượng mà chúng ta đang phân tích. Cụ thể như ở đây, chị đưa cái bài thơ Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nhàn vào để thấy được rằng là ngày xưa ấy, những người phụ nữ, những người con gái họ e ấp như thế nào, họ e thẹn như thế nào. Nhưng mà tại sao Xuân Quỳnh lại chủ động đến như vậy? Xuân Quỳnh nói rằng là chỉ cần tôi yêu thôi, đúng không ạ? Theo cái ý thơ của Xuân Quỳnh là chỉ cần tôi yêu thôi, tôi sẽ sẵn sàng theo đuổi tình yêu của tôi, tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu về tình yêu của tôi và sống trọn vẹn cho tình yêu của tôi. Thì đó là một cái điểm mới, một cái điểm khác biệt ở trong những cái tứ thơ của Xuân Quỳnh. Đúng chưa nào? Ok chưa? Nha. Các bạn ơi, nếu như mà các em muốn tham khảo những cái bài văn hay thì các bạn có thể tham khảo cuốn tuyển tập 40 bài văn hay của chị nhá. Cái cuốn tuyển tập 40 bài văn hay cũng là một cái cuốn rất là ok để các bạn tìm thấy những cái ngữ liệu ở trong đó. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Xuân Quỳnh thì không như vậy. Chị luôn quan niệm không chỉ riêng con trai có thể chủ động trong tình yêu, mà người phụ nữ cũng như vậy, người con gái cũng như vậy, phải chủ động tìm đến tình yêu của mình để được sống là chính mình. Đây là thông điệp mới mẻ mà Xuân Quỳnh muốn gửi gắm đến bạn đọc qua khổ thơ này. Được chưa nào? Ok nhá, bắt đầu tiếp tục kết nối này. Phần tiếp tục kết nối này. Rồi, đây, bắt đầu kết nối này. Được không ạ? Tiếp tục này. Hơn cả những gì anh nghĩ, dẫu đó thực chất là trái tim mềm yếu của em, thì em vẫn muốn dùng sự mạnh mẽ của chính mình để hướng tới, để theo đuổi tình yêu duy nhất trong cuộc đời của mình. Những điều em muốn nói cùng anh là những điều không thể nào ngăn cách. Bao mong mỏi, bao buồn vui đau khổ của cuộc đời cũng không thể ngăn nổi trái tim yêu mềm yếu hướng tới tình yêu đích thực. Bởi duy nhất chỉ có Phương Anh mới có thể khiến trái tim em thổn thức, thế nên Xuân Quỳnh mới viết. À các bạn ơi, đây lại thêm một cái ngữ liệu nữa ạ. Ở trong này chị đưa ra các cái ngữ liệu liên hệ, chị toàn sử dụng thơ của Xuân Quỳnh thôi để thể hiện cái hiểu biết phong phú hơn của mình nữa, được không nào? Như thế này. Tôi ghét bầu trời sau khung cửa bình yên, con đường vắng người đi và hàng cây lộng gió. Tôi yêu dòng sông mùa nước lũ, sông phá phách ngàn đời, nhưng đỏ lặng phù sa. Được chưa nào? Các bạn ơi, thật ra là ở đây rõ ràng là chị đưa không phải là nhiều, cũng bình thường thôi, những cái dẫn chứng ở bên ngoài, nhưng mà tất cả những cái đó đều phục vụ cho cái việc chị phân tích đoạn thơ này. Chứ không phải là chị đưa chơi, không phải là chị đưa vào cho đủ, mà tất cả những cái gì chị đưa ở đây đều là phục vụ cho cái việc phân tích đoạn thơ. Thế nên là chúng ta không sợ điều này nhá. Chị chỉ sợ là các bạn không gọi là không nhớ được để mà đưa vào thôi. Chị nói thật, chị chỉ sợ là các bạn không nhớ được để mà đưa vào thôi. Nhá, tiếp tục này. Nếu như ở đoạn thơ trên,
sóng khát vọng vươn mình ra biển lớn để tìm đến tình yêu đích thực của mình, thì ở trong cổ thơ này chính là sự bổ sung hoàn thiện trọn vẹn bổ sung là sự bổ sung hoàn thiện trọn vẹn cho khát vọng này, được không ạ? Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Đây chính là phần kết nối, được không ạ? Kết nối cái việc phân tích đoạn thơ trên với đoạn thơ dưới ở đây. Bắt đầu xem phân tích như thế nào nhé. Người phụ nữ nuôi trong mình khát vọng về tình yêu thủy chung, khát vọng hướng về anh, dù cuộc đời có muôn vời cách trở. Ở đoạn thơ này, Xuân Quỳnh đã khéo léo sử dụng từ dù là sự lật trở ý thơ cho từ dẫu ở đoạn thơ phía trước. Ngoài việc khẳng định một tình yêu thủy chung, Xuân Quỳnh còn muốn san sẻ những hạnh phúc của tình yêu thông qua một thông điệp vô cùng tuyệt vời. Hành trình của sóng tìm ra đại dương với rất nhiều những gian khổ nhọc nhằn, có những khi sẽ gặp bão giông hay sóng gió. Thế nhưng cuối cùng, vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại, sóng vẫn sẽ tìm đến nơi đích thực thuộc về mình. Cũng giống như hành trình của em tìm đến tình yêu, bỏ qua tất cả những giới hạn nhỏ bé tầm thường để đến bên anh, có thể sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trở ngại, nhưng sau đó nhất định sẽ cập bến hạnh phúc, bến tình yêu đích thực trong cuộc đời. Lý tưởng này cũng từng được Xuân Quỳnh viết trong bài thơ Thơ tình thơ viết cho mình và những người con gái khác. Phần này chính là phần kiến thức nền mà các bạn buộc phải có, được không ạ? Đây là phần mà các bạn buộc phải có trong phần kiến thức nền. Đây ạ, tiếp tục này. Không sĩ diện đâu nếu tôi yêu được một người, tôi sẽ yêu anh ta nhiều hơn anh. Tôi yêu anh dẫu vạn lần cay đắng, được không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây ạ, được không? Chúng ta tiếp tục này. Đây là cái phần chị đưa thêm vào. Hãy dũng cảm đi tìm hạnh phúc của mình, nhân lúc chúng ta còn trẻ, nhân lúc trái tim vẫn còn đập những nhịp ngân dung. Khó khăn trở ngại sẽ chẳng làm khó được, bởi giống như thông điệp mới mẻ về tình yêu của Xuân Quỳnh đã đưa ra trong thi phẩm, thì đó chính là quy luật tất yếu. Chỉ cần bạn chủ động theo đuổi tình yêu và nỗ lực không ngừng, tình yêu chân thành nhất định sẽ đến với bạn. Đây ạ, bắt đầu đoạn thứ 3, làm rõ cái vấn đề ở đây. Những thông điệp mà Xuân Quỳnh muốn gửi gắm đến độc giả qua hai đoạn thơ trên thực sự mới mẻ và vẫn còn nguyên giá trị cho đến thời điểm này. Bởi đề tài Xuân Quỳnh lựa chọn chưa bao giờ hoài cổ theo thời gian, đó là tình yêu. Dù quan điểm về sự chủ động hay dũng cảm trong tình yêu thì suy cho cùng, người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ này chỉ muốn gửi đến một thông điệp duy nhất. Hãy sống trọn vẹn với tình yêu qua từng hơi thở nồng nàn. Hãy như sóng vươn mãi vào bờ cát trắng. Hãy như em luôn tìm đến bến bờ nơi anh. Hai hình tượng sóng và em cứ thế hòa quyện vào nhau, cùng với sự sáng tạo độc đáo của việc kết hợp những phạm trù đối lập, giọng thơ và cách nói lạ hóa, cách ngắt nhịp linh hoạt mà bài thơ sóng nói chung, những thông điệp mà Xuân Quỳnh muốn gửi gắm nói riêng, cứ chảy đi chảy lại trong lòng độc giả bao năm tháng qua, với tất cả trọn vẹn cảm xúc và rung động. Kết bài ạ. Sóng, bài thơ viết về tình yêu tiêu biểu của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Đây chính là thi phẩm đưa bạn đọc đến với những cung bậc khác nhau trong tình yêu, khám phá những phương diện góc nhìn đầy mới mẻ về tình yêu. Bạn đọc yêu sóng, hiểu sóng và đặc biệt qua hai đoạn thơ trên sẽ luôn nhớ về một Xuân Quỳnh với hình ảnh đôn hậu gần gũi dịu dàng với thông điệp mới mẻ mà chị đã đem lại để rồi yêu và sống hết mình với tình yêu. Xin mượn một lời thơ của nữ sĩ này để thay lời kết. Đây có lẽ cũng chính là lý tưởng mà cả cuộc đời chị theo đuổi. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường, ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Các bạn thân mến, đó là một cái bài khá là, nói chung là ngắn gọn. Bản thân chị nghĩ là nó chưa có gì là quá sâu cả, nhưng mà nói chung chị nghĩ cũng được, nói chung là ok, ổn. Tất cả những cái gì chúng ta cần là ở đó, được không ạ? Tất cả những cái gì chúng mình cần đang ở đó và các em có thể thêm, được không? Các em có thể thêm, được không? Các em có thể thêm nhiều thứ khác vào trong cái bài viết của các em để làm cho cái bài viết nó hay hơn, đặc sắc hơn. Ok chưa ạ? Ngày hôm nay thì có lẽ là chị chỉ chia sẻ với các bạn đến đây được thôi. Chúng mình sẽ còn rất là nhiều những cái phần chia sẻ khác nhau nữa. Nhưng mà chị xin lỗi là chị sẽ mở lại để cho các bạn nhìn này. Các em hãy đảm bảo giúp cho chị nhé, là chúng ta phải có những phần này, được không ạ? Phần màu đỏ đây là những cái phần kiến thức nền chắc chắn phải có. Phần màu xanh này là những cái phần dẫn dắt. Và phần màu vàng này là những cái phần chúng ta thêm vào liên hệ mở rộng để làm cho cái bài viết của chúng ta đặc sắc hơn nhá. Các bạn phải lưu ý nhá, được chưa nào? Chị xin nhắc lại một lần nữa là chị không có bán quyển này, được không ạ?
Chị không bán quyển này các em ạ, nên các em lưu ý giúp chị, các em có thể tham khảo cuốn 40 bài văn mẫu nhá. Tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm. Được không nào? Các bạn có thể tham khảo quyển đấy nhá. Ngày hôm nay rất cảm ơn các bạn vì đã tham gia cái phần phát trực tiếp này cùng với chị. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Và tất nhiên rồi, chúng mình sẽ còn gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.